đọc tiêu đề video thì mọi người cũng biết là vlog này Biên sẽ đi đâu mà đúng không? Thật ra cái trip đi này á, nó cũng không gọi là quá gấp, nhưng mà để gọi là có chuẩn bị trước lâu á thì cũng không đúng. Tại vì Biên vừa mới chốt cái kèo đi này 2 ngày trước là xong, kiểu phải chạy đi kiếm đồ mua này mua nọ để đi có đồ mặc để chụp hình nè. Rồi bây giờ mới đóng vali xong, rồi bây giờ chuẩn bị đi. Lâu lắm rồi không có quay vlog đi du lịch nè, mọi người đợi nha. Hai bà xã. Gì vậy? Sao gì trời? Ê, lạnh lắm á má. Lạnh má. Ê, nhưng mà nó có cái giòi nóng lạnh này sao? Có má, nè nó màu đỏ với màu xanh nè. Nấu nước giống em vô. Let's go man nè. Trời gì vậy má, đi mắt cúp cô dâu hả? Trời ơi, nó đâu có một cây cọ hay má. Không phải, tại vì hồi tối á lấy ra từng cây này nè, xong rồi cái trời tấm tinh xòe ra nguyên bộ này luôn á. Trời cái góc máy này nhìn cái mặt kìa má. Hạ xuống coi. Kỳ khôi gì đâu á. Cho tài. Cũng được. Cũng được. Hôm qua tụi mình tới đây là khoảng 3 giờ mấy sáng, 4 giờ. Xong rồi tụi mình dọn dẹp, tắm rửa. Ê, nhầm, không có tắm rửa mà là rửa mặt skin care. Xong rồi đi ngủ luôn chứ không có brush gì hết. Bây giờ sáng dậy là 10 giờ sáng. Tính là sẽ ăn bánh nước lòng gà. Học sẽ làm cái layout của tấm. Có lâu ngày không tắm. Sao mà vừa quá. Dạ ở đây có ai ở Đà Lạt không ạ? Ở Đà Lạt mới chơi được với tụi em nha mọi người. Chết rồi, sao đóng cửa lại vậy? Mà những cái hồ bạc lưa giờ bự quá má ơi. Giờ đợi Miu, Miu lâu quá à. Học đợi cái nón này được. Ê nhìn mà giống Lương Bích Hủ. Nail thích empty. Đi mua bạc ngọc đi. Gì vậy má? Cái gì? Ta đang quay. Mọi người ơi, Bin không mua chứ không. Ê tự nhiên cái đòi mua cái áo mọi người nhảm biến. Tao chửi á. Câm. Ngoại ơi, lấy con thêm một phần trứng non riêng nữa nha. Lấy 50 trứng non đi. Dạ. Dùm mì. Cái gì mà nó dính như vậy? Bây giờ tụi mình đang chuẩn bị đi quán cà phê ha. Thời tiết ở Đà Lạt á, mưa nó hơi phùn hơi lớn thì sao. Kiểu cũng bay đi bớt một lớp nền của học rồi đó mọi người. Đó đó làm cái mặt nó đuổi đi, làm mấy cái mặt mà cái con lụp đật cúp bê đồ đó. Rồi bà liếm kìa. Đây là hội bạn đào đang nói xấu An Dâu. An Dâu, mỗi lần mà quay story sao. Cái cơ sở này An thích lắm nè mọi người ơi. Mọi người nên ăn nha, ai cũng nên có một em này. Ủa sao mà chạy nữa. Mà ở ngoài đâu có vậy đâu. Cái kính này nè, có cái lớp gì á. Lâu rồi má người ta nói. Love you. Tụi mình tới quán cà phê nè mọi người, nhưng mà nó mà hơi mưa. Cái đường đi vô nó hơi cực. Nó hơi thôi hả? Hơi thôi nha. Hơi thôi hả? Ủa chị, em bạn đố chị chừng nào quá nắng. Chính có nghe một vé hả chị? Dạ đúng rồi. Nè mọi người, mình mua vé xong mình sẽ có cái này, mình đổi nướng. Hai bạc xỉu một trà chanh. Cái gì mà làm duyên làm dáng vậy? Kể tao. Nửa mặt vậy. Nó đẹp quá. Phải che. Rồi. View uống cà phê của tụi mình nè mọi người. Đó, tôi là tôi me cái xe này nè. Để tôi chụp. Mà đang hơi mưa. Mà có me mưa luôn. Tôi me bà. Ê ghê quá. Ôi bồi. Mình bật cười bên nhau. Hay. Lắng nghe đàn chim đưa về trên mái nhà. Trời ơi, quay tao đang cắn cái laptop kìa. Trời dễ thương quá à. Hello, hi. Thì tụi mình bị xui á, cái bữa này tụi mình đi nó hơi mưa. Nhưng mà lỡ tới rồi thì phải chịu thôi. Cứ leo lên xe chụp hình đại đi, tới đâu tính tới đó. Trời ơi, cái chỗ ăn của tụi mình nó gần cái villa tụi mình ở, cho nên là phải đi bộ. Mà còn đi xuống dốc mà mưa nữa nè. Mà mưa mà còn lạnh nữa. Sao tự nhiên có đi Đà Lạt mùa này vậy ta? Ba con khùng. Biết luôn á. Tới chưa vậy? Trời ơi lạnh quá trời lạnh rồi. Lạnh mà còn mưa nữa. Tụi mình đang ở đây nha mọi người. 95 trạng trình. Anh kia cái này anh hai biểu nhỏ mẹ mẹ. Ok ok. Anh đang xù à? Biểu nữa hả? Tụi mình đang đi ăn cơm gia đình với lại các anh. Hai anh bà em mà hết. Các em, các thằng đệ của tôi. Ok chưa? Rồi. Nói vậy thôi nha mọi người, chứ tôi cũng da dế nhỏ nhỏ thôi. Tôi giỡn lắm mọi người, chứ mắc công mọi người nói tôi láo láo. Học tuổi rồng mà, sinh năm 88 phải không? Này hả, nhìn già, nhìn đúng tuổi. Nhìn đến ra lớn hơn nát luôn. Thôi thôi thôi.
Ủa sao chưa tắt vậy? Tụi mình vừa mới đi ăn về nè. Bin thì đang đắp mặt nạ, còn Học thì đang ngồi chơi. Liên Minh tính một hồi sẽ đi cái neon gì đó đọc không nhớ cái tên, mà nó là một cái dạng quán rượu á. Không khí Đà Lạt thì đang rất là lạnh, lạnh kinh khủng luôn. Hồi nãy tắm ra đi cái chân xuống cái sàn chịu không nổi. Với lại Đà Lạt mưa nữa. Tại sao đã thấy nhau rồi? Ê, 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 người ta ngủ mà. Đừng có điên. Hồi sáng một lần rồi cái miệng bà tôi nói cái miệng bà nó ồn. Thì người ta phải dậy chứ, tại sao tôi thức mà người ta được ngủ? Ê, còn mọi người hay á, nói chuyện như 10 điểm. Tại sao tôi thức mà mọi người ngủ? Đó, sexy rồi đó. Một chiếc kính. Chết rét đấy, lạnh đấy. Rét. Bao khác mà. Bao khác mà. Ủa áo khoác của cái Long á. Ủa sao lo giùm vậy? Áo khoác này áo khoác của Long á, Long biết không vậy? Áo khoác Long Uniqlo. Ủa Long cho mượn nè. Ê cái mặt bị lút đồ mà không biết. Nè cái quán rượu mà hồi nãy Bin nói nè mọi người, thì tụi mình tới đây chiêu là phụ thôi, còn chụp hình mới là chính. Cái này là cái menu nè, nói chung là thức uống của nó giá cũng hợp lý lắm. Ở đây nó có một cái quầy bar thì Bin thấy mọi người hay ngồi để chụp hình đó. Còn phía bên phải của nó thì nó có một cái máy chiếu hình tròn á, kiểu đứng như chụp hình vậy. Nó giống mấy cái hình mà nghệ nghệ ở trên Instagram mọi người, Bin không biết gọi tên là gì. Bin với Học với Miu thì đi từ sáng tới giờ mệt đó, với lại cũng mắc mưa nữa, cho nên là không có thích uống cồn nhiều, cho nên là kêu mocktail ra. Hello mọi người, thì bây giờ là tụi mình đang đi dạo đêm nha. Thì tụi mình đang tìm một cái chỗ bán sữa đậu nành với lại một cái bánh gì đó mà tụi mình sắp ăn. Đây là sữa đậu nành khoai lang nè mọi người. Các bạn thì bây giờ là tụi mình đang uống sữa đậu nành nha. Ta-da. Đây. Cái chỗ này nó nằm ở đây nè mọi người. Đi bậc thang xuống chợ Đà Lạt á thì là mọi người đi cái hướng vừa lại. Vô, nóng nha. Mọi người Bin với Miu đang lấy điện thoại của Học. Trời tao cười mà tao muốn xa ruột luôn. Ủa cái điện thoại tao đâu rồi? Bin tìm được cái điện thoại, Bin Học tháo lên rồi. Làm như là tôi biết cái điện thoại mà nó đâu vậy. Mày lấy điện thoại tao mày nhắn tầm bậy tầm bạ phải không? Có không? Đó, nhắn gì vậy cho em coi với coi. Ủa? Mày chết mẹ. Ông mày chụp một cái tôi chết mẹ luôn. Cút nha. Đang trên đường đi qua khách sạn. Hy vọng trong phía hôm nay là thời tiết sẽ chiều lòng của mình chứ. Hôm qua hơi mưa. Mưa thì chụp hình làm sao mà được. Đúng rồi. Phải đứng trong hôm qua mà đi Đà Lạt phải gồng lắm á. Mương lắm á. Được mấy cái tấm hình nhìn ra đỡ vậy á. Chứ không có ưng lắm tại vì vẫn thích hình nắng thôi. Tại vì Miu đeo kiến đỏ vậy. Ừ. Thì cái buồn là cái đeo kiến đỏ hả? Khách sạn mới của tụi mình nè mọi người. Em Hotel Bùi Thị Xuân. Mọi người search là nó sẽ ra nha. Nhanh ghê hả, Bin nhanh hả? Chỗ bên ăn ốc nè mọi người, cái ốc bu nhồi thịt đó. 175, 33 củ, 2 bà chưng. Cái chỗ đó nó có cái hầm gửi xe máy á. Ừ, lẩu đuôi bò đi. Với lại ốc. Ha ha, ra rồi nè. Trời ơi, một bé ốc thật mập. Thì cái này là ốc nhồi thịt ta mọi người. Cái con ốc là mình lắm không á. Mọi người, nãy giờ tụi mình đi chụp hình kiểu sống ảo cũng được nhiều góc lắm á. Ở dưới đây là một cái hồ cá koi nè, để cho mọi người xem nha. Những con cá. Nói chung á, ở đây nhìn nó rừng núi lắm mọi người. Đó, Nhật Bản cho tao. Hồi nãy giờ tụi mình chụp thì nó cũng có nắng dữ lắm, nhưng mà nó bị sụp nắng rồi. Mọi người mà có đi ở đây á, thì nhớ chống nắng kỹ nha. Tại vì ở đây nó kiểu ở trên núi mà sương muối và lại nắng nó cháy da á. Kiểu nó rát lắm. Hồi nãy tôi chụp ở ngay cái cầu đỏ này nè mọi người.
Đi thôi. Tới Đà Lạt là phải ăn cái này nha mọi người. Rau câu dừa nè, bánh lăng nè, kem bơ thanh thảo với nhân chổi nè. Vô cái coi. Sao nhẹ vậy? Được rồi, đâu phải uống bia đâu ba. Hai. Ghê quá à. Cái chữ nè của bà hỏi nó cũng giống cái con ma nhập nữa. Nè mọi người, đa nhân cách. Thưa mọi người, thì bây giờ học sẽ giới thiệu cho mọi người một cái địa điểm ăn nhiều quán mà cảm thấy rất là tâm đắc nha. Thì đây là số 36 đường ánh sáng. Thì topping nhiều thì món nào cũng sẽ ngon nha. Đó, mọi người ngon chưa? Học ăn thêm một tô canh bún nè mọi người. Chứng tỏ là ngon. Canh bún, cái này là bún mọc nha. Bún mọc hả? Ừ, bún mọc. Chết cha, sorry. Học cảm thấy là cái mì quảng rất là ngon nên học ăn thêm canh bún. Đó, canh bún nữa. Thì cái này là bún mọc nha mọi người. Mọi người có dịp đi Đà Lạt mọi người nhớ ủng hộ quán của cô Tuyết nha. Cô chào mọi người. Cô rất là dễ thương. Tôi ăn thêm một tô bún riêu nè mọi người. Phải có cái này. Biết nói tôi ăn nhiều nhưng mà cuối cùng Biết cũng ăn hả? Ý gì? Phải có mắm tôm nha. Trời ơi, ba đứa đi ăn 6 tô rồi đâu có nhiều. Cái quán này đã nằm cũng gần chợ luôn á mọi người. Tôi sẽ cho... Trời ơi, lạnh quá, tao nói không nổi luôn á. Trời ơi, mọi người coi nè mọi người. Thì cũng hoàng học nè. Em bé nè. Hai. Tôi rất là thích chó bự mọi người. Ôi thôi nè. Ơ sao nó chạy ra đường gì đâu vậy? Trời ơi. Chạy kìa. Hôm nay thì sao mọi người? Trời dễ thương quá à. Đi nơi che cái bông nè. 1, 2, 3. Còn hai em bé nữa nè mọi người. Mà tụi nó quậy, tụi nó chạy bên kia, tụi nó chơi rồi. Nghe cái khúc mà lên bậc thang á mọi người thì có mấy anh trai bán ở đây lên thang đối diện hơi xé xéo một chút xíu nha mọi người. Thì đây là anh trai bán bánh tráng nướng và sữa đậu nành nha mọi người, nhớ ủng hộ các anh nha. Một cái bánh tráng nướng vừa thui phê cho tối vậy. Bây giờ chịu hoa cái điều kiện ánh sáng nó vậy mà hỏi. Ê sợ tan kilo cái gì đi để nó nguội đi rồi hát tặng pin bài được. Ngày xưa em bán sữa đậu nành he. Ngày xưa em đặt chiếc xe màu xanh. Ê, tôi không biết cái mặt mà đạp chiếc xe màu xanh đó. Chiếc xe sáng đó ở lá phong đó. Đồ đỏ. Đỏ. Cái nát mà dính gì kìa? Nát dính dính sẹo tôi gãi á. Ê bà gãi chóc thịt luôn á hả? Ừ tôi gãi chóc thịt. Chắc ê ứa. Tôi sẽ đắp mặt nạ ở đây. Ủa mặt nạ đó mặt nạ lột quá hả? Ừ, dạng gói má, đi du lịch mang theo chai bự làm chi? Ha. Tao không thấy được điều này đâu. Hi hi. Bà bạn tôi. Thấy mà, hồi nãy tôi thấy á. Trời ơi thôi, cái gì vậy? Dùng những từ không có né né được. Tại sao vậy Bêu? Trời ơi má ơi, tôi không biết gì hết nha mọi người. Bà Hà đi đánh lộn trước chùa. Nhiều vụ lắm. Đâu nhất thiết phải trước chùa. Không nghe trước chùa cho nó nghiệp chứ. Trời ơi khốn nạn. Chừng nào tới tôi đắp đó vậy? Không, hết rồi. Cái bọc của bà học là của bọc Hà. Bọc Hà. Bọc Hà mập. Không, có mình bà mập không á. Nó nhiều cái mũi. Đây này, đây, đây. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Cái này là mặt nạ lột của Su Wa Su nha mọi người. Ê, rồi cái mặt của bà nó focus rồi, bị mất cái. Sao giờ mất gì? Rồi, thấy rồi, ok. Bị đa nhân cách đó mọi người. Đa nhân cách lắm mọi người, nó ghê lắm. Nếu mà nói một cái góc tâm linh là giống gì? 24 tuổi đầu mà mặc cái áo hoodie màu hồng xong rồi nó đi nhông ngoài đường. Cái quần gấu 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 gấu. Cái quần gấu 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 gấu. Rồi mang cái đôi dép mặc cũng gấu. Mà người ta nói hả sao nhìn hả giống mấy đứa con nít quá thì không chịu. Nói là ủa cũng thời trang mà tôi thích vậy đó. Sao mà cãi. Tại vì lúc đầu má đem ra tôi tưởng nó bộ đồ ngủ, má tôi cũng thông cảm. Ừ, tại đồ ngủ dễ thương mà. Tao cũng nói đồ ngủ thì mặc thoải mái vậy được không? Má nói đây là bộ đồ má chụp hình để má đăng lên. Đó, ngày mai đòi chụp hình. Cái bộ đồ đó là cái quần con gấu màu trắng. Cái con gấu đó là con gấu trong cái phim hoạt hình mà hồi nhỏ mình hay xem. Con này nè mọi người, tôi lấy. Má đang mặc ở trong. Má đang mặc ở trong rồi. Lấy đôi dép, lấy đôi dép.
Nè mọi người, cái con này nè mọi người nhìn là mọi người sẽ biết cái bé này ha. Đó. Nói chung thì... là nó cũng dễ thương. Chứ nó không phải gì, nhưng mà để mà chụp lên mà kêu thời cái... gian á thì tôi không thấy thời gian lắm. Rồi một cái outfit là cái gì được. Người ghê quá hả? Ghê quá. Kỳ thị, kỳ thị. Tụi tôi ra đường tụi tôi đâu dám nhận bạn đâu. Cái này đợi nó khô nha rồi lột ra. Biết mà. Tôi nói cho mọi người chứ không có nói cho bà. Bà lanh lắm gì bà không biết hết trơn. Ừ. Chết mẹ rồi ta, gì rồi sao rửa. Ồ rồi sao rửa ta. Mèo ơi, lẹ lên con. Lột lắm mọi người. Ôi dạ. Lột này cũng được, nó không có bị đau. Không có đẹp. Trời ơi, tắt cái vòi coi. Nó bị thu vô đây nè. Trời. Đó. Ngày xưa anh chê tôi, sao cái mặt tôi nhìn xấu vậy? Bây giờ anh đã hối hận chưa? Giờ nhìn đàn ông. Hối hận. Nói chung mày lột không có đau mọi người. Nó không phải như mấy cái lột mụn mà màu đen đen mà lột ra mà muốn chóc da. Trời ơi, lột cái đó sản đó. Trời ơi. Cái đó thì dính vô tóc mày để chắc. Hoặc là chân mày á, ai mà két lên chân mày rồi lột rồi thấy rồi cũng đà gì. Sao chửi miêu vậy? Hỏi cái lột sáng da rồi lột có thấy sáng chưa? Trời ơi, cái gì vậy? Ngu. Bị chửi ngu. Bị chửi cái mặt ngu. Vậy đi. Nè cái quần này nè mọi người. Đó, nãy tôi nói cái quần này nè mọi người. Ừ cái quần này. Nhưng mà không phải cái áo này là đỡ. Rửa mặt xong rồi nè mọi người. Trộm vía da mịn tưng. Bây giờ bên sẽ xài cái của cái này lại nó mới rõ cái này. Đúng rồi. Máy tôi biết. Ham serum. Đi du lịch á thì cũng không có đem treatment hay này nọ nhiều. Không có cách ẩm đâu. Không có bếp hả vậy mọi người. Bếp ngay. B52 á, sức trên đầu mà. Để serum ra tay nha mọi người. Cái này nó màu thấm lắm, này... cho nên là mình cho lên mặt trực tiếp được. Chắc bà tự lấy tay bà chém mặt bà lại giùm tôi cái không? Nè. Gì? Nè, bên sẽ xài thằng F5 này của thằng Mi Skin. Ủa sao nó? Ê, cái này phải mặt nàng ngủ không vậy? Sao giống cái nãy của bên vậy? Sức lên nữa cho tao. Ủa sao họ mua mặt nạ ngủ mà người ta bán cho mặt nạ lột vậy? Trời ơi, cái này là cái mặt nạ lột hồi nãy đó. Của tôi là dạng gói hiểu không? Còn cái này là cái dạng tiếp, nó có một cái tiếp bự hơn nữa chỗ. Sao người ta lừa đồ tôi vậy? Không phải là người ta lừa mà là bà xứng xa. Không, tôi đọc ở trên đó rõ ràng là mặt nạ ngủ tôi mới mua mà. Bà bó lớp rồi bà đi ngủ. Bây giờ tôi phải rửa mặt lại. Cuối cùng là đây, Lucas dưỡng môi. Đó, đi du lịch là đơn giản vậy thôi. Đó, HE này. Xong rồi tới thằng F5 để kẹp ẩm. Và cuối cùng là thằng này để dưỡng môi. Đây là hũ kem dưỡng ẩm lên H. Nói chung là tôi không có xài cho mặt mà tôi. Tự nhiên á, sau một hồi tôi cảm thấy là thế giới này ai cũng muốn lừa tôi hết. Tự nhiên tôi mua cái đó là mặt nạ ngủ mà bây giờ bán cho tôi cái mặt nạ lột. Ricky OTD. Lần đầu tiên gặp em đã khoái chị. Này là dưỡng ẩm cho cái vùng mắt hả mọi người? Mọi người sức kem dưỡng ẩm, mọi người chịu khó đẩy cái da đi lên nha. Những cái người mà có cái độ tuổi già nua giống như học là bắt đầu là cái da của mọi người đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi đó. Chịu khó đẩy lên vậy nha. Chứ đừng có xoay vậy nha là nát cái mặt đó. Ha mọi người. Tao tưởng nói chuyên viên tư vấn của lần này. Nói là... nhiều quá má ơi. Tao không chơi tụi bay nữa. Hai. Biến đây. Ê. Ơi. Không biết sao làm vậy được luôn á. Đi ngủ thôi. Lại là chia tay. Sâu nhiên lên không. Bye. Dạ cảm ơn anh. Rồi không có gì hết. Hello mọi người, lại là một ngày mới. Đổi địa điểm để tụi mình ở nha mọi người. Kiểu mỗi ngày mình ở một view để mình trải nghiệm nhiều nơi á. Hôm nay tụi mình ở là Choice House. Somebody. Sao kì nhở. Ê lỡ đứng dưới mà có thằng lằn là sao học. Ở đây thì nó hơi sao ta, xa chợ đúng không Miu? Nó hơi nằm ở trong mấy cái hốc, mấy cái hẻm á. Tụi mình đang ăn ở quán số 7 Tăng Bạc Hổ nha. Đây là một phần thập cẩm gồm có trứng cút, trứng gà, hải sản hoặc là thịt bò nha mọi người. Có chả nữa nè. Đó. Kem theo cái bánh lòng gà nha. Có bánh lòng gà chứ không? Đúng. Anh hành rau bình thường như sao? Không hành, không hành. Hành tây ăn được không? Dạ, không luôn. Hành phi. Được nha, okay. Nhiều hành phi. Được. Cái này là nhân bò. Bánh nước lòng gà trứng non.
map. Trời ơi, tôi đi cái quán cà phê chó nè mọi người. Cái bà này bá bự ghê á. Ồ, thấy cưng quá. Nè, quán cà phê này nha mọi người. Wait. Nó nằm ở khu quy hoạch Ngô Quyền đúng không? Lô D13, khu quy hoạch Ngô Quyền, phường 6. Cái gì đường Tô Bình Diện gì á. Nói chung là cái đường này nó cũng hơi lên dốc á. Hơi đồi đồi á. Hơi đồi đồi á mọi người, nè núi nè. Nhưng mà cái quán này hả, mấy em chó dễ thương lắm. Đó, tụi bay cắn nhau cho tao. Trời. Qua trước. Ngồi xuống đây. Kêu một cái trà hoa cúc nóng, trời thiệt lạnh lắm mọi người ơi. Ngon lắm mọi người, trà hoa cúc ở đây nó kiểu ngọt thanh đó mọi người, hơi hơi giống nước sâm. Cậu Vàn ơi, lại đây. Bơ tao, được lắm con. Mọi người biết không, là cái thời tiết á thì học coi ở trên mạng á thì người ta để là 18 độ. Nhưng mà học ở nhà học vẫn hay ngủ mấy lạnh nhiệt độ thấp, nhưng mà học cảm thấy là nó cơ tầm 14, 15 á chứ không phải là 18 đâu mọi người. Là cái thời tiết kiểu nếu mà nó 18 độ nhưng mà nó dưới trung tâm thì nó sẽ đỡ lạnh hơn. Ừ, không 18, trên đồi thì nó lạnh hơn. Dưới trung tâm chắc 18 á, còn ở trên đây thì trời ơi, chắc 14, 15 thôi à, không tới 18 đâu. Hay thì có chuyện này mà có hai lớp áo. Em cũng loạn lắm chị. Mấy nửa tối đi, mặc thêm áo khoác. Cho một mình cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Một chiếc. À, cũng đi chụp hình cho Miu nè. Đường có đi chụp hình đi chụp lẹ luôn. Trời ơi, đứng bắt taxi hoài cũng được, lạnh quá. Cái có một cô bán cơm. Cái quán cơm của cô nó gần quán cà phê Túi Mơ To mọi người. Nó đầu hẻm Túi Mơ To mọi người, có qua Túi Mơ To nhé, ủng hộ cô nha. Cô rất là dễ thương, hồi sáng cô có cho mấy một số bạn đi lúc mưa nữa mọi người. Bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Tại vì trời ở trên đây nó dễ dàng khá lạnh. Mấy xe nó ngồi mà hết ghế hết. Nó làm cái thôi, tụi con lên xe đây để đó cô. Tụi con cảm ơn cô. Bye bye. Bye bye. Ai đồ đi Túi Mơ To. Rồi ai than lạnh. Rồi bắt taxi cũng được là tại ai. Tôi. Cái gì của mình hết trơn á mà mở liền cái nè. Ôi tụi tình nè ha, tôi đúng. Trời thôi đi, sao mà chịu thua nhờ. Bây giờ tụi tôi sẽ đi ăn lẩu gà lá é. Tại vì hôm qua ăn thì cái quán nó đóng cửa mọi người. Hôm qua ăn ở cái đường Jersey gì á. Nhưng mà tới thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn ở chi nhánh Nguyễn Chí Thanh. Tới nè mọi người. Đây là thực đơn nè. Thì cái anh này anh nói là ba người ăn lẩu vừa là vừa rồi. Lớn ăn không hết đâu. Y lẩu gà lá é. Thôi hùng quá. Lẩu gà lá é. Ngoài vậy? Có quay không vậy? Không hề quay. Không lấy. Chả lắm. Nó đem đến nó không lấy. Nhiều người đã lựa chê nữa là đồng ý. Chê chả. Y đã thẳng là chê chả không lấy. Không làm gì có nắm cho nên có đứa nó ngọt. Ai có sự nữa. Cái gì còn gà nữa. Nhiều cái sai cũng có. Tao lắm nha. Bị thiết gốc kêu mặt học á. Đúng rồi. Ừ, gì? Tụi mình sẽ kể cái lịch trình tụi mình đi chơi nha. Thì sáng hôm nay tụi mình về khách sạn. Dừng lắm. Đánh trước mặt. Ờ, bánh canh số 7 Tăng Bà Hổ. Bé nhân viên rất là dễ thương nhưng mà đùa hơi nhai tí. Bé nhân viên đùa hơi nhai á. Ừ, đóng gái. Hơi đóng mình á. Mình chỉ nói là lạnh thôi mặc dù là gáy. Ừ, tôi chỉ nói là cô hả chịu lạnh quen rồi. Cái nói cô gáy hơi to. Học là người bài đầu đi qua Túi Mơ To nè mọi người. Ừ. Ừ. Nhất quyết đòi nặng nặc, đòi đi được bằng 1, bằng 2. Học lạnh quá, tay học cứng quá. Rồi hả, cái lát bắt ráp. Tao kêu là bà bắt ráp đi. Cái cứ gõ cứ ghê ra, học bắt cái hội hả, đi ra tới đầu hẻm luôn. Ý, mọi người đừng chửi học nha, nãy học chưa bấm đặt. Rồi cái bắt đầu đứng ở đó hả, tại vì hả, cái Túi Mơ To nó nằm ở trong mấy cái. Giống như là ở thành phố Hồ Chí Minh nhìn không. Thì Túi Mơ To thuộc dạng là khu vực là quận 8 giáp Bình Chánh. Cho nên nó khá là xa với trung tâm. Bút một cái chiếc taxi hay một cái chiếc Grab nó rất là khó. Thì vô tình gặp được một cái cô chủ quán là dễ thương. Thì Biên sẽ chèn cô chủ quán ở trong cái clip này ha. Tại vì rất là lạnh, lạnh mọi người. Rất là lạnh mọi người ơi. Chỉ còn có 14, 15 độ thôi. Tôi thấy nóng. Trời ơi sao mà xảo trá. Thì nóng thì đi ra ngoài đứng phơi ở ngoài, thời tiết đang lạnh kìa. Thì cô có một người con trai chạy taxi. Tôi chưa nói hết mà. Nhờ vậy mà tụi tôi mới thoát khỏi cái cảnh mà chết cống. Trời ơi, tụi tôi đứng tụi tôi bút ráp hả, 10 chuyến không ai nhận luôn mọi người. Ê, má, người ta sợ má lắm á. Má
Chào buổi sáng cuối cùng ở Đà Lạt nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn lẩu Trung Kinh, một chiếc lẩu Hồng Kông. Cái view quán thật sự là Hồng Kông luôn nha mọi người. Miu đang gọi món nè. Những đứa hay ăn lẩu như tụi mình cảm thấy cái chi phí ở đây ok, mọi người ổn, hợp lý nha. Mọi người có tới Đà Lạt mà thích ăn lẩu thì cứ thử tới quán này ăn nha. Đây là những cái món mà tụi mình đã kêu nè, ngon chưa? À mà ở đây cũng có tự pha nước chấm giống như là Hải Dì Lao đó nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Bin đã có mặt ở Sài Gòn. Cái đoạn này thì cũng như là cái đoạn kết của video này nha. Và Bin cũng muốn review một chút xíu về cái nơi cuối cùng mà Bin ở trong cái trip đi này á. Cái giá của nó là 1,5 triệu một đêm, 3 người là một người tính ra 500,000 á. Thì cái review này cũng chỉ là cá nhân của Bin, học và Miu thôi. Cái chi phí cho một đêm như vậy thì nó hơi đắt so với lại gọi là cái phòng ngủ như thế. Nói chung để cho mọi người có thêm cái sự lựa chọn và sự cân nhắc khi đi Đà Lạt và chọn những cái nơi ở của mình. Cái cô dọn phòng thì rất là dễ thương, có một con chó tên là Coca-Cola, bự nha nè mọi người, mà nó hiền khô mà nó dễ thương lắm. Và nếu có sự lựa chọn đi Đà Lạt có tiếp tục ở đó hay không thì là không. Cái bên đó ở đây là cái chi phí, cái giá tiền so với cái phòng, cái chất lượng như vậy và một cái vị trí ở như vậy thì nó hơi đắt. Chứ bên không có nói là 1,5 triệu là một cái số tiền quá lớn hay một số tiền quá mắc cho một đêm ở nha mọi người. À có một cái mà Bin cảm thấy không hài lòng lắm là ở cái khu du lịch Lá Phong á mọi người, cái chỗ mà Bin chụp hình Nhật Bản á, thì cái chỗ thuê đồ á, lúc Bin thuê là thuê cho Bin, Học với Miu, tổng ba đứa là thuê ba bộ đồ với lại hai cây kẹp, một cây kiếm. Hai cây kẹp là của Học với Miu, còn cây kiếm là của Bin. Thì cái bạn ở đó bấm Bin sao Bin không biết sơ suất như thế nào mà bấm thành là ba cây kẹp với một cây kiếm. Bin có nhìn Bin thì Bin có thấy nó bị dư một cây kẹp, Bin mới nói với bạn đó là cái này tính dư một cây kẹp rồi, thì ở đây thuê có hai cây kẹp với một cây kiếm thôi. Thì bạn đó trả lời với tụi mình là bây giờ lỡ bấm vào rồi cho bạn đó cái tiền nó được không. Má ba đứa bị xịt keo luôn mọi người, ba đứa kiểu đơ cái mặt ra luôn vậy nè. Cái số tiền tính dư ra nó chỉ có 20,000 thôi mọi người, nó không phải là cái số tiền lớn hay gì hết trơn á. Nhưng mà cái Bin nói đây là cái thái độ bạn đó rất là bố láo luôn á. Bạn nó nói chuyện một cái cách gọi là không có phải là lỗi của bạn đó, giống như là cái kiểu là bây giờ bạn nó lỡ vậy rồi, bạn nó muốn cái tiền đó không có thối lại, muốn cái đó là mình thông cảm với bạn nó đi. Nhưng mà bạn nó nói một cái kiểu nó giống như là xin tiền trắng trợn nha mọi người, đặt mình vô cái thế đã rồi á, làm cho mình không có thể từ chối được. Không lẽ giờ mình đứng mình không chịu, mình lắc đầu mình nói giờ thôi mình lại 20 đi rồi mình cãi qua cãi lại thì nó kiểu là mất đi cái vui vẻ trong cái chuyến đi này. Cho nên là hả, Học kiểu khều Bin không á, rồi thôi 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 bỏ đi. Cái mà Bin muốn nói ở đây á là cái thái độ bạn đó rất là bố láo nha. Cho nên mọi người có đi ở đây thì hãy cân nhắc kiểm tra bill, kiểm tra hóa đơn trước khi mà mình trả tiền nha. Tôi nói thiệt là tôi với Miu đi Học thuê đồ mà tưởng đâu hả là đi mượn không á mọi người, trời đất ơi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video nha. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi mọi người. Bin khá là quải nhưng mà cũng phải ráng quay cái đoạn kết video chứ, tại vì có mở đầu mà không có kết thì nó cũng kỳ. À và bạn nào có ý định đi Đà Lạt trong cái khoảng thời gian này á, thì cẩn thận mưa nha. Tại vì hai cái ngày đầu Bin lên là nó bị mưa, nhưng mà qua 2-3 ngày hôm sau thì không có mưa nữa. Cho nên là cũng có một miếng nắng để chụp hình chứ không thôi là buồn chết luôn á. Nếu mọi người có những cái câu hỏi gì, những cái thắc mắc gì ở trong cái trip đi này thì hãy comment phía dưới, Bin sẽ reply mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Chúc mọi người một tuần mới thật là đầy năng lượng. Bye.